Ngài cũng tin rằng đằng sau khổ có nguyên nhân chăng? Đúng vậy. Nếu như có nguyên nhân sinh ra sự đau khổ, vậy thì khi nguyên nhân ấy chấm dứt thì khổ đau cũng không còn, giống như mặt trời có thể xua tan bóng đêm. Ta tin những gì Ngài nói đều là thật. Chỉ là kinh nghiệm ấy đến từ cá nhân của Ngài. Những lý luận ấy không có ghi chép trong hệ thống chính pháp. Ngài nói rằng có một con đường đưa chúng ta đến giải thoát. Quan sát trí tuệ của chính mình và đi sâu vào thiền định. Nhờ vào đó mà con người có thể hiểu được chính mình và hiểu rõ tất cả chúng sinh. Nhưng tôi có một thắc mắc. Những nghi thức tôn giáo như là thần thông và cúng tế, chúng có ích lợi gì không? Giả sử nếu như có người muốn đi qua bên kia sông, vậy thì họ phải làm sao? Theo tôi nghĩ như vậy, nếu như nước sông cạn thì họ có thể lội qua. Còn nếu nước sâu quá thì phải chèo thuyền hoặc là bơi qua sông. Nếu như anh ta không muốn lội qua sông, không muốn bơi qua sông, cũng không muốn chèo thuyền qua sông thì sao? Vậy anh ta chỉ có thể cầu xin thần linh. Khi cầu xin như thế, bờ sông bên kia có xuất hiện dưới chân anh ta không? Hàng người này chúng ta gọi họ là kẻ ngu si, đại ngu dốt. Cũng như vậy, nếu một người dùng trí tuệ hàng phục dục vọng và ngu si, thì làm sao họ lại không tìm được chân lý và đạo giải thoát kia chứ? Nếu như chỉ lo cầu cúng hoặc là hiến tế, họ sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ mà thôi. Họ không thể bước ra khỏi vạch xuất phát. Tôi từng đọc rất nhiều thanh điển, cũng được học qua nhiều thầy, nhưng chưa có ai dùng lời lẽ và hình thức đơn giản để chỉ bày chân lý nhiệm màu của sinh mạng. Xưa nay chưa có. Ngài dẫn dắt loài người hướng về chân lý vô thượng. Ngài từ bi như vậy. Hỡi Buddha đấng giác ngộ, xin người hãy thu nhận con làm đệ tử của Ngài.